Hương Yên kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Đau Nhức với bác sĩ Vũ Thu Giang đến từ văn phòng Vũ Chiropractic. Kính thưa quý vị, lúc này quý vị xem chương trình này là không khí Tết đã đến với cộng đồng tại thành phố Houston. Chắc có lẽ rằng là mọi người đang chuẩn bị cũng như đón Tết rất là vui vẻ. Thì trong không khí Tết thế này thì bác sĩ Giang cho biết rằng là cũng sẽ đem đến một chủ đề không còn đau nhức để một mong một sau một năm không có đau nhức trong nhà. Và chủ đề đó thì chủ đề là sức khỏe thôi thì xin chào bác sĩ Giang. Bác sĩ Giang chọn chủ đề ngày hôm nay là chủ đề gì ạ? Tại vì là ngay cái dịp đầu năm mình cũng có kiêng có lành cho nên Này có mê tín cho nên cũng muốn là khán giả của Đài BUN và tất cả những người xem đài sẽ có được một sức khỏe lành mạnh, cho nên là mình sẽ nói về chương trình là về có được sức khỏe lành mạnh À, nha. vâng, kính thưa quý vị, bác sĩ Giang có nói tới là có kiêng có lành, có chút là có được, phải không ạ? Cho nên là bây giờ bác sĩ Giang cũng như là thay mặt cho chương trình, thay mặt cho toàn thể nhân viên của văn phòng Vũ Chiropractic gửi đến quý vị lời chúc mừng đầu năm Xuân Ất Mùi. Cảm ơn. Giang xin chúc khán giả của Đài BUN một mùa xuân thật là đầm ấm, êm vui với gia đình và người thân, và nhất là ai ai cũng có sức khỏe, ai ai cũng có được mỗi tiền bạc dồi dào. Và có được niềm vui hạnh phúc bên con cháu, và cũng như là các em nhỏ thì học giỏi và lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Dạ vâng, một những câu chúc chúng tôi thấy rất là thực tế. Chúng ta mừng, chúng ta vui khi mà Tết đến. Cái vui là cái vui ở chỗ rằng chúng ta trao nhau những lời chúc. Đương nhiên không hẳn lời chúc nào cũng sẽ trở thành hiện thực cả. Tuy nhiên cái cảm xúc để nhận được lời chúc của những người, sự quan tâm của người khác, đó chính là cái hay, cái đẹp trong văn hóa ngày Tết của người Việt Nam. Thì trở lại với chương trình Đau Nhức ngày hôm nay với chủ đề là sống vui, làm sao để cho sức khỏe trong dịp Tết cũng như là tránh đau nhức. Thì bác sĩ Giang sẽ bắt đầu từ chủ đề gì ạ? Thì thường á, để mà mình có một sức khỏe tốt á, thì mình luôn luôn nghĩ đến là Hưng Yên hay nói là tầm Bệnh tầm khẩu bệnh nhập. tầm khẩu nhập, Bệnh tầm khẩu nhập. mà bệnh tầm khẩu nhập thì cái đó là giống như mình ăn cái gì vô thì mình sẽ có một cái bệnh khác nhau, cho nên là mình ráng mình ăn những cái đồ cho nó tốt. Thì theo những cái nghiên cứu khoa học thì tất cả những ai mà ăn những cái loại trái cây tươi thì hoặc là những cái đồ ăn mà nó không phải qua là làm thành những cái đồ hộp, hoặc là những cái đồ mà giống như frozen, những cái đồ mà làm sẵn á, thì nó sẽ không có bằng là như là những cái đồ mà mình thực sự là những cái đồ mà mình chế biến từ lúc mà nó tươi, giống như cá cũng đừng cá hoặc là thịt đồ, thì nếu Cá mà tươi sẽ mình tốt hơn cá tươi đông tốt lạnh. hơn những cái sự đông lạnh, Vâng. cho nên nếu mà mình kiếm được những cái đồ mà tươi á, thì mình ăn như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Bác sĩ Và Giang đưa mấy cái hình lên, Hương Yên thấy đã quá. Trái cây rồi là rau quả rồi củ xanh tươi, nhìn thấy là hấp dẫn và nhìn thấy là hình ảnh rất là healthy. rồi kế đó là mình phải tập thể dục, mình phải luôn luôn làm những cái giống như làm stretching cái cơ thể của mình, vận động cơ thể. Thì thường thì Giang vẫn thấy là nếu mà các những người lớn tuổi đó hoặc là trẻ tuổi đi nữa, thì khi mà mình sau cái giờ ăn tối hoặc là cái giờ nào rảnh rỗi mình đi bộ, là mình có một cái sự vận động, thì cái vận động đó nó sẽ làm cho máu huyết mình lưu thông hơn và mình sẽ có được cái sức khỏe tốt hơn, và cái cơ thể mình cũng có thể giảm cân, giảm béo đi. Thì cái đó cũng là một trong những cái nó rất là tốt cho mình Vâng. nha. Nhưng mà xin hỏi bác sĩ Giang một chút, đó là đi bộ thế nào, vận động thế nào cho tốt để phù hợp với cái sức khỏe, thì bác sĩ Giang có thể chia sẻ thêm một chút. Thì khi mà ngay cả mình đi bộ, nếu mà mình trời mà nó quá lạnh thì mình có áo ấm cho nó, tại vì mình đi bộ nhưng mà mình phải giữ cái nhiệt độ cơ thể cho nó đúng. Trời nóng quá thì mình phải để ý kỹ, phải có uống nước đầy đủ nữa, Đội nón. thì đội nón đừng cho nó
nó cũng không có tốt cho chơi tại cái ánh sáng, mình đừng có đi bộ vô cái giờ trưa nắng quá, 12 giờ trưa chỉ có thì thường thường chiều tối là chiều chiều là nó tốt nhất, ánh sáng vẫn còn nhưng mà nó lại không có tối quá, thì cái đó là giờ tốt nhất. Dạ tại vì mình đi bộ mà ngay cái lúc mà nó trời sập tối xuống hẳn luôn rồi thì cái lúc đó cây cối nó lại tỏa ra cái khí carbon dioxide là khí CO2, thì cái đó nó lại cũng không tốt cho sức khỏe mình. Nhưng mà khi mà còn ánh sáng thì cây cối nó tỏa ra cái khí oxy, oxygen thì nó tốt hơn, mình hít vô nó lại tốt cho cơ thể mình hơn. Dạ vâng. Rồi bây giờ có cái nữa đây, chỗ đi bộ hỏi thêm bác sĩ Giang, bây giờ không ngồi lạnh quá hay làm biếng đi ngồi quá chạy máy được không? Đúng rồi, nếu mà mình có một cái máy treadmill, cái chạy bộ mình cũng chạy rất là tốt. Cái đó là một trong những cái mình làm cho máu huyết mình lưu thông, tốt cho tim và tốt cho cái cơ thể. Nhiều khi cái chân mình nó máu nó không có xuống đều, hay tay mình nó có những cái lạnh quá thì cái chạy bộ đó nó giúp cho tay chân mình nó bớt cái sự lạnh. Hưng Yên đồng ý với bác sĩ Giang nói chuyện luyện tim đó. Kính thưa quý vị, quý vị chạy ở ngoài hay đi bộ thôi mệt quá dừng lại, nhưng mà quý vị chạy máy được một cái là cứ thấy nó chạy mình ráng được, chứ còn mình đi mình không có chủ động lắm mình sẽ không tắt máy, nhưng mà mình đi bộ hay mình chạy thôi mệt quá rồi thôi dừng lại hay chạy chậm lại. Đúng rồi. Rồi cái kế nữa là nói về giấc ngủ, tại vì thực sự ra đang thấy bên đây có rất rất là nhiều người không có ngủ đầy đủ, họ ngủ có 4 tiếng 5 tiếng. Có những người ngủ 6 tiếng mà nghĩ là ngủ đủ rồi, nhưng mà thực sự để mà ngủ đầy đủ thì phải ngủ 7 đến 8 tiếng. Tại sao giấc ngủ quan trọng? Tại vì cái giấc ngủ nó sẽ giúp cho mình có được cái immune system, là cái kháng thể của mình nó sẽ mạnh hơn. Giống như những người mà ngủ đầy đủ thì sẽ ít đau ốm hơn, tại vì cái cơ thể mình nó mạnh, nó có thể chống được những cái con virus, những cái con bacteria thì nó vẫn là tốt hơn cho mình. Rồi kế nữa cái giấc ngủ nó lại tốt là nó làm cho giống như mình có những cái chấn thương, những cái đau nhức thì mình sẽ có được cái giống như nó lành, nó rất là lành nhanh hơn. Các mô, các cơ độ, cơ bắp độ nó sẽ được dễ phục hồi, phục hồi nhanh hơn. Và nó cũng có một cái nó giúp tăng năng lượng cho cái cơ thể của mình. Những người mà thiếu ngủ là coi như ban ngày không có nhớ được nhiều, rồi dễ, tại vì vẫn nói là nếu mà mình ngủ không đầy đủ thì những cái cell, cái brain cell, những cái tế bào của cái não của mình nó sẽ dễ bị giết đi nhiều. Dạ cho vâng. Nên là hủy diệt nhiều, cho nên mình ráng mình ngủ đầy đủ. Tại vì cái ngủ đó nó, nếu mà mình ngủ rồi thì nó đủ thì nó sẽ điều hòa cái hormone của mình nữa. Cái tính tình của mình nó sẽ không có nóng nảy quá, mình sẽ cái con người của mình sẽ có cái tinh thần sảng khoái hơn. Mà nếu mà nhiều người á, mà ngủ không đầy đủ người ta dễ mập hơn nữa đó. Nói cái này mình nghe tại mình tưởng là sai nhưng mà là đúng đó quý vị, là cái hormone của mình nó không có control đúng được. Dạ vâng. Thì cái cơ thể mình nó dễ tăng cân hơn. Dạ vâng. Cho nên là cái ngủ đầy đủ rất rất là quan trọng. Nhân có một cái hình về cái ngủ thì cái từng cái tuổi một á thì nó sẽ có cái ngủ đúng mức của nó hơn. Thì đó là cái em bé mới sinh ra thì phải ngủ từ 12 đến 18 tiếng. Wow. Rồi đến 1 tuổi thì phải ngủ từ 14 đến 15 tiếng để nó phát triển, nó lớn nhanh. Rồi đến 1 đến 3 tuổi thì phải ngủ 12 đến 14 tiếng. Rồi lớn lên tí nữa khoảng 3 đến 5 tuổi thì ngủ từ 11 đến 13 tiếng. Rồi đến lúc mà 5 đến 12 tuổi á, thì phải ngủ 10 đến 11 tiếng. Wow. Rồi 12 đến 18 tiếng thì ngủ từ 8 tiếng đến 9 tiếng, 8 tiếng rưỡi đến 9 tiếng 25 phút. Rồi lớn như cỡ mình lớn lên nữa thì khoảng từ 18 tuổi trở lên á, thì ngủ từ 7 đến 9 tiếng. Đó là cái giấc ngủ mà cần thiết, mà mình cần cho mỗi cái độ tuổi khác nhau. Cho nên nhiều khi mình nên theo cái chart đó để mà mình có được cái giấc ngủ. Nhiều khi em bé thì nó ngủ nhiều mà cứ đánh thức nó dậy thì nó không có, nó sẽ không có được phát triển đúng, tại vì cái giấc ngủ là lúc đó nó đang growing, nó đang tăng chuyển cái tất cả mọi thứ trong trong cơ thể của bé.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Giang cho một cái biểu đồ của cái nhu cầu mà ngủ. Chúng tôi cảm thấy là cũng rất là đồng ý với bác sĩ Giang, và cái đó là Hương Yên đọc được nhiều sách. Khi mà chúng ta ngủ không đủ thì cái hệ thống gọi là cái miễn nhiễm của chúng ta đó, cái sự đề kháng của chúng ta nó sẽ không có đủ. Mà bằng chứng là, thưa bác sĩ Giang, nếu mà đêm nào mà quý vị ngủ ít ngủ thiếu đó, sáng dậy là nhảy mũi hoài khi mà gặp lạnh, đó là người cơ thể chúng ta mệt rồi, chúng ta không chống chọi được cái sự thay đổi của thời tiết. Đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là nói thì dễ nói bác sĩ Giang ơi, nhưng mà thường hình như là ngủ khuya này, dậy sớm rồi quen đi rồi là không đảm bảo giấc ngủ là nhiều người bị lắm. Thật sự Văn biết có biết những người là họ phải đi làm những cái ca đêm, rồi có những Dậy người phải sớm lái làm xe. overtime, rồi phải đi xa lái xe cho nên ngủ không đầy đủ. Nhưng mà mình cũng try, giống như mình phải cố gắng. Nếu mà mình về nhà là mình phải biết được cái giờ mình ngủ, và mình ráng mình ngủ càng nhiều càng tốt, càng đủ gần cái mức mà trung bình của một người ngủ thì nó càng tốt hơn cho mình. Tại vì nếu mà mình không để ý đến nó thì cái một ngày nào đó cơ thể mình nó sẽ coi như go down, nó không có còn làm việc giống như bình thường được nữa. Cho nên là nên có một cái giấc ngủ cho nó đầy đủ. Có những người bị khó ngủ thì cũng nên để ý thử coi mình ngủ cho nó đúng giờ, với như mỗi ngày đều lên giường đúng giờ đó, tắt đèn, giống như ánh sáng bớt đi, âm thanh bớt đi, thì từ từ cái giấc ngủ, hoặc là mình đếm, hoặc là mình có những người thì đọc kinh niệm Phật hay là cái gì đó để cho giống như cái cơ thể của mình nó đi vô cái trạng thái mà chậm dần rồi mình đi ngủ nó dễ hơn, và tránh uống mấy cái caffeine hoặc là mấy cái Cà phê, coffee trà. trà vô cái gần cái giờ đi ngủ của mình, thì nhân nghĩ là nó sẽ hợp, nó giúp mình đi vô giấc ngủ dễ hơn. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Giang. Thì đó là giấc ngủ. Thì bây giờ tới cái gì nữa? Kế nữa là giảm cân, tại vì ngày Tết này ăn hơi bị nhiều. nhưng mà bác sĩ Tết thì nhưng nhưng cái nhưng mà bác sĩ Giang đừng có nói là kiêng đủ thứ, bởi vì là ngày Tết cho người ta enjoy một chút đúng, xíu. tại vì thật sự ra mình cũng phải có, giống như mình sống mình phải vui vẻ, Ngày enjoy, Tết hạnh nhất cho phúc. người ta ăn thoải Nhưng mái một mà tí. mình có thể thật sự ra mình cũng ăn mỗi thứ một tí, giống như Thôi ăn nhiều vui. chút không sao. Cho nên là để mà giảm cân thì Giang thấy cái cách hay nhất á, là mình đừng có ăn mà giống như dồn bữa quá, giống như mình ăn chia ra nhiều bữa, giống như 2 3 tiếng mình ăn miếng, 2 3 tiếng mình ăn khoảng một portion, mình chia ra mình phải biết là một ngày mình ăn như thế nào. Thì khi mà khoảng nếu mà mình để bụng mà rất đói, giống như có những người tập giảm cân là người ta một ngày ăn có một bữa buổi tối thôi, hoặc là một bữa buổi trưa thôi, còn mấy cái bữa kia không ăn, thì thật sự cái đó không có tốt cho cái bao tử của mình. Cho nên ngay cả mình giảm cân nhưng mà mình phải nghĩ đến cái bao tử của mình, thì mình sẽ chia ra cái bữa ăn ra thành nhiều bữa, và mình ăn nhiều rau hơn, ăn bớt thịt đi, bằng ăn bớt những cái chất béo đi, và ăn bớt những cái chất đường đi, và giống như mình ăn nhiều trái cây, thì cái lượng mà fiber thì nó không có làm cho tăng trọng lượng cơ thể nhiều. Ăn những cái limit đó là giống như ăn thịt nhưng mà thịt đừng có mỡ nhiều, thì đó là những cái mà mình nên nên cử một chút xíu. Nhưng mà mình nếu mà mình ăn á, giống như thường á, thường nếu mà mình ăn mà mình cứ cái gì mình cũng lấy ra một 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 nhiều thật nhiều, rồi Đây ăn là bao ăn cho nhiêu rồi cất lại á, đã. ăn bao nhiêu là cất lại, mình rất là dễ lên cân. Thì khi mà mình mở tủ Có lạnh chừng ra rồi, lại ít mình thật. lấy ra giống như một dĩa, mình lấy ok hôm nay ăn nhiêu đây, cơm nhiêu đây, tất cả mình nhìn lại thực sự là rất là nhiều rồi, thì mình microwave bao nhiêu đó thôi, rồi mình ăn cái portion đó thôi, chứ mình đừng Lỡ có nó mà ngon quá tất cả mình lấy hết tất là cả ra để rồi cứ bới cơm hoài, xong cứ bới đồ ăn, rồi cứ mình không biết mình ăn bao nhiêu, nhưng mà mình lấy ra từng mỗi cái một cái portion, một cái phần nhỏ thôi, thì thực sự là mình sẽ không có bị ăn quá nhiều như thèm là bình thường, nhưng mà nó vẫn là đầy đủ những chất dinh dưỡng. Ồ cái này là có một chút cơm, chút cá, chút thịt, chút rau, chút trái cây, giống như là nó có cái phải khẩu có phần. đầy, có miếng canh, giống như có phải có đều hết mọi thứ một chút, thì mình sẽ ăn nó vẫn ngon miệng,
mà nó lại không, tại vì thực sự mình ăn no quá cũng sẽ mất ngon. Mình ăn mà hơi đói đói một tí nó mới thấy thèm thèm, mới thấy ngon. Nhưng mà bác sĩ Giang không nói là thôi bây giờ để ăn cho khỏi lên cân thì đừng ăn cơm trước, ăn ngay tô canh trước cho nó no rồi ăn cơm sau. Kính thưa quý vị, thì bác sĩ Giang nói tới ngày Tết thì quả thực mà bây giờ nói tới bác sĩ Giang nói tới ăn uống, nhớ tới bánh chưng, bánh tét, rồi dưa món, rồi thịt đông này, rồi thịt gà xé này, rồi là những cái món mà hương Tết Việt vừa rồi mà quý vị sẽ theo dõi như làn sóng, là những món ăn rất là đặc biệt trong ngày Tết mà quý vị ăn nhiều đó thì đôi khi cũng lên cân đó bác sĩ Giang. Đúng rồi. Dạ vâng. Cho nên là mình nên cẩn trọng một chút xíu. Vui chơi ngày Tết nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe. Nhưng mà bác sĩ Giang nói tới ăn là phải tới uống đó. Yeah. Uống bia nhiều được không? Cái đó là phải cắt bớt nha. Giang hy vọng là giống như mình cứ đừng có cụng ly hoài hoài. Giang lấy cứ chia chia nên cứ mỗi lần vậy là một cái ly. Thì thực sự cái này là 10, Giang có cái 10 rule for better health, là 10 cái quy luật để mà mình có thể sống khỏe mạnh hơn. Thì uống ít rượu bia, mà trà thì tốt, ít thịt, nhiều rau, ít muối, nhiều giấm hơn, ít đường, nhiều trái cây, ít ăn ít nhưng mà nhai nhiều, nói ít, làm nhiều. Cái này là vô lý. Mình đừng có tham lam, nhưng mà mình cho nhiều hơn. Mình đừng có lo lắng nhiều hơn, mà ngủ nhiều hơn. Lái nhiều hơn, lái ít hơn và đi bộ nhiều hơn. Bớt cái sự giận dữ mà thêm cái sự cười vui tươi, cười. Cái này thì hay thật đó. Nhưng mà kính thưa quý vị, chúng tôi thấy rất là hay. Chúng ta nhớ dễ nhớ, để mà không phải chúng ta tuân theo một cách nghiêm ngặt nổi, nhưng mà chúng ta nhắc nhở chúng ta cần hạn chế thằng nào tốt thằng đó. Rồi ngoài đó ra thì mình thật sự ra nói về bia rượu là mình phải bớt đi ha. Nhưng mà rồi còn nước thì mình phải đầy đủ. Mình không nói là uống nhiều nước, tại uống nhiều nước, uống nhiều quá cũng không tốt. Phải uống vừa đủ nước. Tại vì một cái người mà thể trọng mà cỡ giống như 130 pound hay là 140 pound là trung bình á, thì uống khoảng chừng khoảng 5 chai nước. Một chai như 5 vậy chai là nước 16 nhỏ. À, phải không? Dạ, khoảng đó thôi. Thì đừng có uống nhiều quá. Như cái hình trước á, mình có thấy là cái cơ thể mình rất là cần nước. Đỗ Hưng Yên, nước chiếm bao nhiêu trong cơ thể của mình? Dạ vâng. Hưng Yên nhớ không lầm đó thì nước sẽ chiếm khoảng 70%. Quá tốt, quá giỏi. Cho nên quý vị nhớ rằng là chúng ta nặng 70 pound đó, chúng ta nặng 130 pound thì nước đó nó phải gần 100 pound rồi. Đúng rồi. Thì nước là nó là trong máu, ở trong cả tế bào, trong tất cả mọi thứ. Thì hồi nãy cái hình nãy nó có thể nói về cái nước nó làm cái gì cho cơ thể của mình. Là nước nó vừa có giúp cho cái sự tiêu hóa của mình nè, nó giúp cho cả những cái cơ của mình nó được ẩm, tạo cái chất ẩm cho cơ thể, nó giúp cho cơ thể nó tăng trưởng, nó giúp cho ngay cả những cái giống như sự sinh sản, nó giúp cho cái cơ thể giống như những cái giống như drain những cái waste ra khỏi body của mình, là giống như cái chất thải đó, chất thải ra ngoài. Đúng rồi, nó làm cho cái khớp của mình nó được có chất nhờn. Rồi nó còn là nó giúp cho tất cả giống như cái da của mình. Da nó, đẹp đó, phụ đẹp nữ hơn. Nhớ đó. Rồi nó là cái lượng ở trong cái những cái hormone môn của mình nữa. Rồi dây thần kinh của mình cũng cần ha. Rồi nó giúp cho nó giống như là regulate cái cơ nhiệt trong cơ thể của mình. Giống như nóng lạnh nó sẽ, giống như mình có nước thì nó giúp cho mình thêm những cái đó. Cho nên thực sự nước là rất là vital, nó rất là quan trọng cho cái cơ thể của mình. Cho nên nhiều người nói ô tôi không thích uống nước, nhưng mà thực sự mình nên cần cái nước quan trọng lắm. Bây giờ là bác Giang nói tới nước đó thì Hưng Yên cũng nhân còn một vài phút cuối thì bác sĩ Giang cũng chia sẻ thêm bây giờ uống sao cho tốt. Bây giờ chúng ta uống ngày 6 chai hay 5 chai, chúng ta uống 3 lần, một lần chai rưỡi được không? Cái quan trọng cái nước á, mà nếu mà muốn cho uống cho nó tốt á thì nên uống vào cái buổi sáng sớm. Ngay cả mình chưa đánh răng cũng không sao. Mình uống một chai rất lớn vừa thức dậy á,
là mình uống liền. Tại vì cái đó nó lúc giúp cho, tại cơ thể của Nó mình nó rửa sẽ sạch. giúp rửa sạch và nó cũng làm cho cái cơ, tinh thần mình nó sảng khoái hơn. Rồi xong rồi khoảng 9-10 giờ uống một chai nữa. Rồi xong rồi trước bữa ăn khoảng đâu 1 tiếng, nửa tiếng gì đó mình uống. Rồi sau Có nghĩa đó là chia mình đều cứ chia ra. đều ra. Chứ mình đừng có uống mà giống như dồn vô một lúc quá. Đừng có, tránh nên uống vào rất cùng lúc mình gần đi ngủ. Tại mình đi ngủ cái mình Cái này uống hơi nữa. Cho nên kẹt. mình uống thì mình chia đều ra. Và mình cũng uống một miếng nước vào lúc tối. Mình để một cái chai lúc mà mình đi ngủ á, mình để cái chai nước kế bên cái giường của mình. Nhiều khi mình khô cổ, mình nhấp miếng, khô cổ mình nhấp miếng, cái đó cũng ok, không sao. Nhưng mà cái đó là lúc nào mình thức dậy thì mình uống một chút. Tại dân biết là giống như có những người bật hít á, thì cái cổ mình nó rất là dễ khô. Thì mình cũng nên có một chai nước ở ngay giường của mình để mình nhấp cho nó đỡ khô cổ. Ngoài đó còn một cái rất là quan trọng mà không thể nào mà không nhắc đến, là mình phải có, hồi nãy mình cũng có nói là đừng có tham lam mà phải nên cho. Và mình sống một cách là giống như đừng có giận dữ mà nên lát thôi. Thì để mà mình sống cái đó nó nói về cái cuộc sống tinh thần của mình. Cho nên là tất cả mọi người nên có những cái cuộc sống mà có sự chia sẻ với xã hội, và cũng nên có cái cuộc sống chia sẻ với gia đình và người thân. Mình đừng có sống một mình. Tại vì cái đó nó sẽ làm rất là không tốt cho sức khỏe. Tại vì như khi mà mình sống á, mà mình có sự cho đi, mình sẽ thấy mình hạnh phúc hơn. Và nếu mà mình sống mà mình có cái sự giao tiếp với người thân, bạn bè xung quanh á, thì mình sẽ thấy cái cuộc sống nó có một cái sự vận động, có một cái sự chuyển biến, thì cái tinh thần mình nó sẽ nâng cao hơn. Và Giang nghĩ là mình sẽ sống nó lành mạnh hơn là Dạ vâng. mình sống mà chỉ có một mình không. Cảm ơn bác sĩ Giang. Tiếp lời bác sĩ Giang trong cái dịp xuân năm mới, năm Ất Mùi, bác sĩ Giang nói chủ đề này thì chúng tôi nghĩ rằng là đây cũng là cái dịp để chúng ta bồi bổ thêm cái tinh thần sự tha thứ. Chúng ta sống cho cái đời sống bình an và giảm bớt cái sự giận hờn mà tăng thêm cái sự tha thứ để chúng ta cảm thấy vui hơn trong những ngày đầu xuân, như là một món quà cho chính mình chứ không phải cho, và ngoài cho chính mình rồi là cho mọi người nữa, để chúng ta có một không khí vui tươi đón năm mới, cũng như tinh thần bác sĩ Giang đem đến ngày hôm nay là chúng ta có một sức khỏe tốt trong những ngày đầu năm xuân Ất Mùi. Cảm ơn bác sĩ Giang. Cảm ơn Hương Yên. Và mọi chi tiết quý vị nếu mà có cần bác sĩ Giang tham vấn hay là giúp đỡ trong cái chuyện đau nhức, xin liên lạc với văn phòng bác sĩ Giang theo số điện thoại 281 498 1888, 281 498 1888. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đau nhức lần sau.